Ghi nhận về tình hình giá cả một số hàng nông thủy sản sẽ tiếp tục chương trình chạy mới hôm nay. Thưa quý vị, giá mặt hàng gạo trên thị trường vừa điều chỉnh tăng so với ngày trước đó, trong khi giá lúa giảm. Giá dưa trái thì đang tăng gấp đôi, còn các loại đặc sản như là cua lông Thượng Hải hiện đang được bán với giá rẻ, trái ngược với lúc mới xuất hiện trên thị trường, thậm chí là phải xếp hàng mới mua được. Hiện giá cả nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11.950 đến 12.050 đồng một ký, tăng 50 đồng một ký. Gạo thành phẩm IR504 điều chỉnh tăng 50 đồng một ký, lên mức 13.950 đến 14.050 đồng một ký. Giá các loại gạo như OM18, OM380, gạo Jasmine, gạo Japonica tăng nhẹ. Mặt hàng lúa hiện có giá 9.000 đến 9.200 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Lúa tươi IR50404 dao động trong khoảng 7.600 đến 7.800 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Giá dừa khô cũng đã tăng gấp đôi so với vài tháng trước. Hiện thương lái đang thu mua dừa khô với giá từ 70 đến 80 ngàn đồng một chục 12 trái. Cây dừa không đòi hỏi công chăm sóc và chi phí đầu tư như nhiều loại cây trồng khác. Vì vậy, giá bán trung bình từ 50 ngàn đồng một chục trở lên, nông dân đã có lợi nhuận. Khác xa với những loại cua nhập khẩu có trọng lượng nặng tới vài cân mỗi con, cua lông khá nhỏ nhưng được xếp vào danh sách những món ăn của giới thượng lưu Trung Quốc. Những ngày gần đây, loại cua quý tộc của Trung Quốc này đang tràn sang chợ Việt. Tại các cửa hàng hải sản hay trên chợ online, cua lông được rao bán la liệt với giá dao động từ 650 đến 950 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ. Khi mới xuất hiện trên thị trường, cua lông có giá siêu đắt đỏ với giá từ 350 đến 900 ngàn đồng một con, nhưng khách phải xếp hàng để được đặt mua.